Sao Wednesday ngồi khóc bên hồ thế? Thì ra khóc vì không có tóc. Oh my god. Bộ tóc cầu vồng đẹp lững lờ trôi đến. Bộ tóc đẹp phát sáng lên luôn. Oh yes. Hey, hey. Đây là tóc của tôi, trả tôi được không? Trả tôi đi mà. Rapunzel đang vui vẻ chọn tóc cho ngày mới. Mang bộ tóc đi đâu vậy? Bẩn quá, rửa đuôi tóc đi nào. Ôi không, sóng cuốn bộ tóc đi luôn rồi. À ha. Rapunzel thắc mắc hỏi tóc Wednesday đâu. Tặng luôn bộ tóc mới nè. Có tóc màu xinh hẳn lên nhỉ. Ok. Cùng trang trí cho ngôi nhà nhé. Những viên đá trắng sẽ tô điểm cho chiếc cửa. Trang trí cửa sổ thì dùng đá đen. Cùng trang trí bên trong ngôi nhà nhé. Nhiều nút để lựa chọn quá. Sàn nhà đổi màu luôn nè. Màu này đẹp hơn đó. No. Tường cũng màu xám, cùng tông sàn nhà nhé. Wow, nhiều loại giường quá đi. Giường hồng quá, không hợp với nhà. Tiếp đến là tủ quần áo nào. Tủ cánh cụt chẳng hợp gì cả. Chọn các món đồ hình dơi nha. Sang phòng tiếp theo thôi. Đầu tiên hãy chọn bồn cầu nhé. Màu vàng lại không hợp rồi. Bồn tắm. Ta-da, bồn tắm dơi đã xong. Treo các vật dụng cần thiết lên giá nha. Xong căn nhà rồi đấy. Cùng tham quan nhà mới thôi. Đệm êm ái quá đi. Yes. Vào phòng tắm thì phải tắm chứ nhỉ. Tắm xong thì sang đây thay váy mới nào. Wow.
Bộ váy được đính đá siêu đẹp luôn. Thank you. Ok. Rapunzel đủ Wednesday sang sống cạnh nhà mình. Hai ngôi nhà đã ở cạnh nhau rồi nè. Chúc mừng cả hai có hàng xóm mới nhé. Ở một bệnh viện nọ, bốn bà bầu tròn xoe luôn. Hay quá, em bé trong bụng Elsa nè. Thích ghê, trong bụng mẹ đã có quà rồi. Là một bộ đồ cứu hỏa và xe cứu hỏa. Em bé thích thú với xe cứu hỏa ghê nha. Em bé Mommy Longlegs thì có đồ y tá. Còn đây là cảnh sát và thợ may. Ai cũng vui vẻ quá ha. Nghịch ngợm quá đi. Các bé ra đời rồi này. Yeah, ok. 20 năm sau. Rapunzel đã thành thợ may và có cửa tiệm to ghê. Ok. Khéo tay ghê. Yes. Yes. Đông khách quá nha. Chú mèo xinh quá. Ôi trời, bốc khói rồi kìa. Hello. Hello. Tư vấn cho khách tận tình ghê. Ok. Thank you. Very much. Hai vị khách có vẻ ưng ý ghê. Thank you. Trời ơi, Rapunzel vẫn không hay biết gì cả. Căn nhà bốc cháy rồi. Cháy to quá, khói mù mịt luôn. Làm sao bây giờ? Cảnh sát Lady Bush đi qua đã thấy đám cháy. Nhanh quá, lính cứu hỏa Elsa đã đến kịp thời. Xịt nước dập đám cháy mau. Bắt thang lên cứu Rapunzel thôi. Get ready, let's go. Đáng thương quá, nhỏ nhem hết cả mặt. Elsa khỏe và giỏi ghê. Oh yes. Ôi không, chân Rapunzel bị thương rồi. Đừng lo, y tá Mommy Longlegs sẽ chữa cho nha. Oh. Ok. Xong rồi đó. Thank you. Tớ có món quà cảm ơn các cậu đây. Cùng tô chiếc váy hồng y tá này nào. Điểm xuyến chút màu đỏ nhé. Tiếp theo sẽ dùng màu chì tô nha. Chiếc váy tầng tầng lớp lớp đẹp quá. Lại dùng màu dạ tô phần này nào. Đừng quên tô bên này đó.
sau đó đính thêm hoa nữa. Những cánh hoa xếp chồng lên nhau mới đẹp làm sao. Trang trí chiếc váy bằng nhũ nữa nhé. Váy tông cam và xanh biển cũng xong rồi nè. Ba bộ váy đều hợp với nghề của các cô gái ghê. Rapunzel cũng có váy mới màu xanh lá cây nha. Những chiếc mũ xinh nhỏ xíu dễ thương quá đi. Ôi là trời, một chiếc limousine đổ xịt trước cổng nhà mẹ con Sayako kìa. Wow, lâu đài giáp vàng của ai đây? À, là mẹ con Raquel. Sayako nhanh nhẹn đã ra làm quen với bạn mới rồi. Xí, không thèm. Goodbye, my love. Hứ, thật là đáng ghét mà. Are you okay, mom? I'm fine. Sayako ngoan, cậu biết nghĩ đến cảm xúc của mẹ và hỏi thăm mẹ nữa. Go to class, my dear. Yes, yes. Wow, đồ dùng học tập đẹp quá. Wow, so beautiful. Wow. Này bạn nhỏ, học sinh ngoan không được nói bạn bè như thế nha. Hello. Let's go. Ôi trời, dãy số dài quá, các bạn nhỏ hoảng hốt luôn. Oh yes. Nhưng không thể làm khó Sayako thông minh được đâu nhé. Thưa cô, em nhập bài ạ. Well done. Ờ, con nhỏ đó học giỏi hơn mình nè. Thiệt là tức quá mà. Hello. Richie đưa cho cô giáo cái gì vậy? Hối lộ cô giáo nhé. Oh yes. Ôi siêu dễ. Trời, chuyện nhỏ. Hi hi, mình là tuyệt vời nhất. Sayako định đến chúc mừng mà sao lại ngáng chân bạn vậy Richie? Ái chà, là học bổng luôn đó. Sayako học tập thật chăm chỉ trong thư viện. Who's that?
Đừng tin nha các bạn, trên đời này không có ma đâu. Hóa ma dọa lại luôn nè. Không, Richie sợ lắm. Richie không đến trường nữa đâu. Hello. Yes. Một tràng vỗ tay cho Sayako nào. Congratulations. I have a gift for you. Wow, thank you. Cô đều xinh đẹp quá chừng. Chúc mừng con gái yêu của mẹ. Có chuyện gì xảy ra thế? Rapunzel bị con gì cắn kìa. Hả? Tay của Rapunzel bị thương rồi. Tay xấu thế này không đến đám cưới được mất. Cậu không đeo vừa nhẫn cưới nữa. Hai hai. Cái gì mà hay thế? No. Ok. Come in. Tiệm móng tay phong cách Rainbow Friends. Tay sưng đỏ trông sợ quá. Làm sạch tay trước tiên nha. Loại bỏ hết bụi bẩn đi. Rửa sạch tay rồi sẽ bôi kem tay cho mịn màng. Bôi vào các vết mụn rồi đợi một lúc nha. Tay đã sạch đẹp rồi. Sau đó thì rửa móng tay cho đẹp nhé. Chọn các bộ móng đẹp okay. Nha. Móng có hình các bạn trong Rainbow Friends. Tiếp đến sẽ sơn móng tay theo màu Rainbow Friends nhé. Bên tay này cũng thế.
móng tay xinh quá đi. Come on. Let's go. Tiếp đến sẽ đi tắm hoa hồng thư giãn nè. Thật là thoải mái. Rồi tắm hơi một chút nữa. Thật tuyệt. Ok. Wow. Nhiều bộ váy xinh quá. Thử các bộ trang phục đáng yêu này. No. No. Nhiều quần áo quá mà không có gì để mặc. Don't cry. Vậy hãy cùng làm một bộ váy Rainbow Friends thật mới lạ nha. Tô màu cẩn thận để không bị lem ra ngoài nhé. Màu chỉ ở bên trong nè. Rồi đính thêm các hạt đá lấp lánh nữa. Phải không nào? Lễ cưới diễn ra thật vui vẻ. Chúc mừng cặp đôi. Nhẫn vừa in nha. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại. Wow, đôi giày này đẹp quá. Mẹ ơi, sao thế con? Giày của con cũ lắm rồi. Con đeo đôi giày hông này đi. Con không thích đâu. Không nhõng nhẽo, đừng làm mẹ bực. Các bạn ơi, nhìn đôi giày quê mùa của Rapunzel kìa. Đồ mì khóc rồi. Cô bé giúp luôn đôi giày rồi. Sao cho cô nghèo thích đôi giày hồng của Rumi rồi. Yeah yeah, có giày mới rồi, thích quá đi thôi. Rồi Richie lại nghĩ ra trò xấu rồi. Ôi không, Rumi ngã mất rồi. Richie xấu tính thật đấy. May quá có Sayako giúp Rumi rồi. Thank you.
Đừng khóc nhé, để Sayako vứt cục đá này đi cho. Ôi, giày của Romi nè. Ok. Sayako trả giày cho Romi nhé. Trời ơi, Rachi sao lại cướp giày của Romi thế? Leo leo. Mẹ Rabun đến rồi, tại sao con khóc? Mẹ Rabun sẽ có một món quà cho Romi nhé. Rắc kim tuyến lên cho xinh nhé. Rồi đính đá thêm nữa. À, phải thêm các biểu tượng mạng xã hội nữa chứ. Ta-da, xong rồi nè. Đôi giày thật hợp với Romi và Sayako. Chúng con cảm ơn mẹ. Trời sáng rồi. Rapunzel cũng đã dậy rồi nhé. Buổi sáng sẽ được lùi lại một chút, bởi vì bây giờ Rapunzel sẽ phải đi làm ngay thôi, kẻo muộn. Ôi, nhiều vỏ chai quá. Tuyệt vời. Còn đây là... đây là tiểu thư Sayako các bạn ạ. Cô gái của chúng ta có một cuộc sống trong mơ phải không nào? Mời tiểu thư dùng bữa. Ok. Tới trường thôi nào các cô gái. Sao hành động lạ vậy Sayako? Rapunzel đừng buồn nhé. Sayako luôn yêu kiều. Còn các bạn gái thì luôn tìm mọi cách để lấy lòng Sayako. Xin cảm ơn. Rapunzel cũng vừa tới. Cô gái ơi, đừng tự ti nhé. Tan học rồi, Sayako nhớ món gà quay quá. Ôi không, ai đã dán niêm phong ở đây? Hello. Xin chào. Xin lỗi, gia đình bạn đã phá sản. Không, anh đang nói dối tôi. Đó không thể là sự thật. À phải rồi, Sayako còn có những cô bạn gái nữa mà. Yes. Bạn thân mến. Ồ, tôi có quen bạn ư? À, Sayako sẽ tới tìm Rawell. Hãy cho tôi ở nhờ nhé. Xin lỗi bạn. Ôi, đói quá. Sayako không dám tin đây là sự thật. Ôi, Sayako, hãy tới và ở cùng với mình nhé.
Wow, cảm ơn Rapunzel. Tới giờ ăn rồi. Đợi Rapunzel nhé. Bánh mì đây. Chúc Sayako ngon miệng. Ôi, Sayako cảm động quá. Sayako ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi giặt rác cùng nhau nhé. Đây là bao tải. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là nhặt thật đầy nhé. Chào bạn, chúng tớ muốn đổi rác. Tớ sẽ mua hết chỗ này nhé. Tiền của các cậu đây. Vui quá, vui quá. Rapunzel sẽ chọn cho mình một chiếc váy cầu vồng xếp tầng thật đẹp. Gái của chúng ta thật lộng lẫy, dễ thương quá. Đi thôi nào, hẹn gặp lại. Sáng rồi, Rapunzel dậy thôi. Chúc mừng sinh nhật. Ôi, cảm ơn các bạn. Có hồi hộp không nào? Wow, thích quá đi. Một bộ trang điểm thật hoàn hảo. Bắt đầu thôi. Không, lũ mụn đáng ghét. Nhưng có kem trị mụn đây rồi, đừng lo nhé. Chỉ cần lấy một chút rồi chấm thật nhẹ lên mụn là xong ngay. Đếm ngược nào. Ôi tuyệt vời, lông mày cũng đã đến lúc phải cạo rồi nhé. Tiếp đến là bôi kem dưỡng ẩm cho da. Hãy chấm đều lên các vùng da nào. Tuyệt vời. Bước tiếp theo sẽ là dùng chì và kẻ lông mày nhé cô gái. Nice. Tiếp tục kẻ mắt mèo với chì nào. Các cô gái luôn yêu một đôi mi cong. Đương nhiên là không ngoại trừ Rapunzel nhé. Hãy lựa phấn má nào. Điểm chút phấn cầu vồng cho mắt thêm xinh nhé. Đính thêm một chút nhũ lấp lánh nữa nào. Mắt cũng cần được viền lại. Phấn phủ thì chọn tông nâu trầm nhé. Tán đều phấn nào. Son cũng đã sẵn sàng. Tô thôi. Tuyệt vời. Vui quá. Giờ thì chuyển sang làm móng nào. Ôi đẹp quá. Thật là khó để chọn.
Rapunzel thì rất thích sắc cầu vồng. Nhưng sắc cầu vồng vẫn sẽ là lựa chọn của cô gái nhé. Bàn tay xinh ơi, bắt đầu làm móng thôi nào. Đẹp tuyệt. Ok. Yêu quá. Rapunzel ơi, vui quá. Chúng ta sẽ chơi trò bịt mắt lựa đồ nhé. Ôi, tối quá. Trò chơi thật khó các bạn ạ. Rapunzel sẽ thay chiếc váy bông đang cầm nhé. Còn vòng thì Rapunzel chọn chiếc bên Sayako. Túi đã đến rồi đây. Rapunzel chọn chiếc Sayako đang cầm nhé. Mở mắt ra nào. Tuyệt quá. Còn giày thì sao nhỉ? Hồ biến. Ôi, tổng thể trang phục thật lộng lẫy. Xinh quá Rapunzel ơi. Vui quá. Bữa tiệc đã sẵn sàng. Ôi, Rapunzel đang nằm mơ đấy ư? Thật là nhiều quà. Quá. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Thank you. Cảm ơn các cô gái. Hạnh phúc nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hóa phép. Ôi, Delia thật dễ thương. Vui quá. Chào các thiên thần. Dahlia thật hồ đồ. Romy, Rapunzel, ta sẽ không để yên đâu. Cả con nữa đấy, Dahlia. Mau về ngay. Phép thuật hắc ám. Hãy nhốt mẹ con Romy lại cho ta. Nên nhớ, con là ác quỷ, con không phải thiên thần. Tận hưởng đi các thiên thần. Hellboy, cảnh giác cẩn mật cho ta. Hãy thả mẹ con ta ra. Người mới chính là ác quỷ, còn ta là thiên thần. Bà biết trong bộ áo thiên thần lần lượt đi bắt những đứa trẻ vô tội. Một kế hoạch thật thâm độc. Tới địa ngục rồi. Hãy tính đi hỡi những đứa trẻ hay khóc. Ồ, bà biết đang ngủ. Mẹ, mẹ ơi. Hãy mau lấy gậy phép thuật nào Dahlia. Hellboy cũng đang ngủ. À, chùm chìa khóa kia rồi. Nhanh tay cầm lấy nó nào Dahlia. Mau mở khóa nhé. Oh yes. Giỏi lắm Dahlia. Con đã lén lấy gậy phép thuật từ mẹ à. Tuyệt quá. Hãy cứu những đứa trẻ vô tội nào. Mà viết vậy thôi. Ôi không. Chuyện này là sao? Ngươi thật vô dụng. Hãy làm heo đi.
Vui quá. Dừng lại. Stop it. Oh, no. Đâu có dễ thoát khỏi tay ta. Xem đây. Không, Dahlia. Mẹ đã làm gì con thế này? Con gái của mẹ. Đừng bỏ mẹ mà đi mà. Dahlia. Dahlia. Đây là cái giá mà bạn phải trả. Ôi, Dahlia của mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ cháu nhé, cô Rapunzel. Tất nhiên rồi, Dahlia à. Tôi đã biết lỗi rồi. Ôi, mẹ mà biết trông thật xinh đẹp. Cười thật nhiều mẹ nhé. Chúc tất cả hạnh phúc. Tạm biệt. Ôi vui quá. Dahlia thay váy đây. Ôi dễ thương quá Dahlia ơi. Thật là vui. Hãy cùng các thiên thần bay tới lâu đài trên bay nào. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Các cô gái, hãy tạo bất ngờ cho ông bà bằng lễ kỷ niệm ngày cưới thật ấm áp nhé. Đây là cổng hoa cưới. Còn đây là ghế. Đây là bàn tiệc. Một lọ hoa hướng dương. Một chùm bóng bay. Còn đây là bóng quà mà Lan vừa thay các cô gái đem đến nhé. Wow, những bộ trang phục tuyệt đẹp. Nhưng Sayako ơi, sao thế? Tiên ư, đừng lo nhé. Chúng ta sẽ làm việc để có nó. Chào ông chủ, chúng tôi muốn xin việc. Hãy thật cố gắng nhé. Cảm ơn ạ. Ok. Sẵn sàng chưa? Good luck. Chúc may mắn. Thank you. Chào mừng quý khách đến với gian hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Ồ, bò sữa, thỏ. Đồng ý cho chúng tôi chụp hình với nhé. Ôi không, Raquel đang làm gì vậy? Bye bye. Tạm biệt. Họ thật là ngốc nghếch. Ôi, tiền công hôm nay. Không thể nào. Sao nhà cô đừng khóc. Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng việc dắt chó đi dạo. Nhưng nếu như lũ chó có lỡ ị bậy thì phải làm sao đây? À, chỉ cần làm sạch là xong ngay nhé. Có thế chứ. 1 đồng. 2 đồng. Ôi tuyệt quá. Chúng ta sẽ dành cho ông bà một bất ngờ. Ông bà ơi, chúng cháu đến rồi đây à. Ôi ấm cúng quá. Chào các cháu. Hãy ăn chút gì nhé. Cháu thì không từ chối đâu ạ. Còn cháu thì xin phép để lần khác ạ. Chúc cháu có một món quà tặng cho ông bà. Món quà chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ xem đó là gì nhé. À, đó chính là một bộ trang phục cưới. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe.
kết hợp cùng xanh dương sẽ khiến chiếc váy của bà càng thêm nổi bật nhé. Tiếp đến, hãy tô màu cho bộ vest của ông nào. Đá và hạt lấp lánh đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà các bạn ơi, đừng quên trang điểm cho bà thêm xinh đẹp nhé. Thay váy cưới cho bà nào. Cuối cùng sẽ là hoa và khăn gội đầu. Một chiếc cổng cưới ren đen kết hợp cùng sắc xanh của hoa và những chú bướm xinh đẹp thì tuyệt lắm nhé. Cổng cưới đặt ở giữa. Bên trái là bóng và chậu hoa. Còn bên phải là bàn và tháp rượu. Chúc ông bà mãi mãi hạnh phúc. Congratulations. Tạm biệt. Xin chào các bạn, mình là Barbie vui vẻ và yêu đời. Ôi, thư mời dự dạ hội đã tới rồi. Tuyệt quá đi. Theo các bạn thì Barbie sẽ mặc gì trong buổi dạ hội sắp tới nào? Đúng rồi, đó chính là một chiếc váy cầu vồng nhé các bạn. Oh yeah. Cô gái của chúng ta sẽ cần làm điệu chúc với má hồng, son đỏ và dĩ nhiên là cả nước hoa nữa nhé. Wow, xinh đẹp quá Barbie ơi. Raquel cũng đang tất bật chuẩn bị cho buổi dạ hội. Cô nàng sẽ diện một chiếc váy tím hồng rực rỡ và nổi bật. Ôi không, Raquel là bộ phù thủy độc ác hay sao? Bộ sẵn sàng làm hại bất cứ cô gái nào xinh đẹp hơn bộ. Thật đáng sợ. Barbie is the fairest one of all. No one is more fairy than me. Snow White must be ugly now and forever. Ngoài chiếc gương thần, mụ còn có cả một cuốn sách ma thuật nữa các bạn ạ. Mụ đang điều chế một loại thuốc độc có khả năng biến người thành zombie. Mụ đang tẩm độc cái táo kìa. Phù thủy Raquel biến thành một cụ già xấu xí với trái táo độc trên tay. Mụ tìm đến nhà Barbie, gõ cửa và tặng cho cô gái của chúng ta một trái táo đỏ thật hấp dẫn. Barbie đem trái táo vào nhà và đưa lên miệng cắn một miếng. Ôi không! Điều gì đang xảy ra thế này? Barbie đã bị trúng độc của bộ phù thủy rồi các bạn ơi! Cô nàng sẽ trở thành một xác sống với màu da xanh lét và một hình dạng thật gớm ghiếc. Bây giờ
Barbie cũng chẳng thể nào mặc được những bộ quần áo công chúa lộng lẫy nữa rồi. Một bộ quần áo rách rưới, chắp vá và thật xấu xí hay sao? Barbie thật đáng thương. Ôi, những con giun còn bám cả trên tóc và quần áo của Barbie nữa. Thật ghê rợn. Barbie của chúng ta giờ đã là một cô nàng zombie rồi các bạn ơi. Barbie đang đi đâu thế này? Cô ấy khiến ai trông thấy cũng hoảng sợ, la hét và bỏ chạy. Ken cũng hốt hoảng không kém, nhưng ngay lập tức nhận ra Barbie. Thì ra Barbie đã bị hãm hại bởi một phù thủy độc ác xấu xa ra queo. Barbie đừng lo, Ken sẽ giúp cho Barbie nhé. Ken đến nhà phù thủy Raquel, đem theo một bó hoa thật tươi. Would you like a cup of tea? Yes, please. Nhưng lúc mụ đi pha trà, Ken đã tìm ra cuốn sách ma thuật mụ đang giấu trên giá sách. Ken động lướt thật nhanh cuốn sách và đi kiếm thuốc giải rồi giấu nó sau lưng. Xin lỗi và ngay lập tức ra về trong sự ngỡ ngàng của phù thủy Raquel. Ken thật thông minh, tài trí và dũng cảm đúng không nào các bạn? Oh yes. Wow. Ken xuất hiện thật lịch lãm trong bộ vest xanh dương khiến phù thủy Raquel không thể rời mắt. Nhưng đương nhiên là Ken sẽ sánh đôi cùng với Barbie rồi, phải không các bạn? Barbie và Teresa đang ngủ thật ngon. Nhưng trời sáng rồi, hãy dậy thôi nào các cô gái. Xin chào các bạn, mình là Barbie. Mình là Teresa, xin chào các bạn. Chúng mình đang chuẩn bị tới trường. Hai cô gái đánh răng thật vui. Nhưng Teresa thì vẫn cần thêm một chiếc ghế nho nhỏ nữa nhé. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị đồng phục thôi nào. Ôi, những tủ đồ với gam hồng, xanh pastel thật nổi bật. Barbie nhanh chóng thay đồng phục và đã sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Yes. Teresa cũng vậy. Chúc cho hai cô gái của chúng ta sẽ có một ngày học tập thật vui và thú vị nhé. Hãy lên xe buýt và cùng tới trường thôi nào. Wow, dạ hội mong chờ của các cô gái đang cận kề rồi. Barbie và Teresa ơi, hãy tham gia thật vui và đừng quan tâm tới cô nàng Raquel chảnh chọe xấu tính nhé.
hãy tới cửa hàng và chọn cho mình những chiếc váy thật đẹp đi nào. Hello. Ôi không, hình như không có chiếc váy nào thật sự phù hợp với Barbie và Teresa cả. Các bạn ơi, hãy cùng thiết kế váy cho các cô gái nhé. Barbie có vóc dáng thanh mảnh nên sẽ rất hợp với váy công chúa xếp tầng duyên dáng. Nét tinh tế được thể hiện nổi bật qua từng chi tiết trên chiếc váy. Với gam hồng tươi sáng, Barbie của chúng ta sẽ càng trở nên duyên dáng, dịu dàng. Cùng với đó sẽ là gam hồng đậm ngọt ngào nhưng không kém phần ấn tượng đâu nhé. Các bạn ơi, hãy tiếp tục tô và cảm nhận sự bồng bềnh của tà váy nào. Cuối cùng sẽ là sắc đỏ tươi sáng cho phần viền váy nhé. Wow, chiếc váy thật đẹp phải không nào? Hãy đính thêm sao ở phần thân váy nhé. Eo váy sẽ là hạt lấp lánh và thêm những cánh hồng thật đẹp ở phần áo nữa nào. Barbie ơi, đã đến lúc thử váy mới rồi. Wow, Barbie thật xinh đẹp. Teresa là một cô gái dịu dàng nên chiếc váy dành cho Teresa sẽ có dáng phồng với thật nhiều những nét mềm mại uyển chuyển nhé. Sắc xanh dương tươi sáng, trẻ trung, thật bắt mắt và thật hợp với Teresa phải không nào các bạn? Chiếc váy, chúng ta hãy chuẩn bị keo, dũ và hạt lấp lánh nhé. Còn bây giờ thì hãy nhanh tay đính chúng lên váy nào các bạn ơi. Hoàn thành rồi, hãy thử váy mới thôi nào Teresa. Teresa thật dễ thương. Dạ hội đã bắt đầu rồi. Các cô gái đều thật xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp và duyên dáng nhất chính là Barbie và Teresa. Xin chúc mừng hai cô gái đáng yêu của chúng ta.